Review không gian quán rồi nước rồi nhân viên hoặc là cái dịch vụ đây như thế nào. Xin mời mọi người follow theo em. Let's go. Đây là không gian xung quanh quán. Quán có 2 lầu á. Thu làm nhiều tiền ở đâu cho hết. Rồi đây là ly nước dừa 25 ngàn nha mọi người.